Để thỉnh giáo, ông nói, vua không cho tôi làm tể tướng nữa, ông có cách gì có thể khiến cho vua hồi tâm chuyển ý đặng giúp tôi được không? Có thể được, tôi chỉ cho ông một phương pháp này, ông cứ theo đó mà làm thì có thể trở về lại chức tể tướng như cũ. Ông làm như thế này, ông lấy một nhúm đất rồi nhổ nước vào cho nó thật dơ giấy, xong dẩy vào người của tôi, làm như thế ông sẽ được trở về nguyên chức. Quả nhiên 3 ngày sau khi làm đúng như vậy, ông vua liền tuyên chiếu kêu gọi ông tể tướng trở về và cho lại chức cũ. Ông tể tướng rất nhớ ơn vị tu hành này. Hồi đó vị chánh cung của vua bị đẩy vào lãnh cung. Bà suy nghĩ về vụ ông tể tướng được phục hồi chức, cho rằng chắc hẳn ông tể tướng phải có phương pháp gì hữu hiệu. Bà hỏi, hồi trước ông đã bị vua bãi chức, sau đó được phục hồi ngay nguyên chức, như vậy là nghĩa làm sao? Nguyên do là tôi có đi hỏi một vị tu hành nhẫn nhục. Ông ta bảo tôi lấy một chút nước trộn với đất rồi dày lên người ông. Như vậy những chuyện không hay của tôi sẽ trút hết lên con người của ông, do đó đức vua mới cho kêu tôi lại. Vậy tể tướng giúp tôi đi hỏi dùm coi tôi phải làm cách gì cho đức vua hồi tâm chuyển ý. Ông tể tướng tới hỏi thì được trả lời như sau: thân phận của bà ấy cao quý hơn ông, bà ấy phải dùng tới một bát nước rồi trộn bùn đất vào, sau đó dẩy lên người tôi. Như vậy đức vua sẽ cho triệu bà ấy trở về chánh cung. Quả là linh nghiệm, sau khi thực hành đúng lời căn dặn, vua liền triệu bà ấy cho làm chánh cung như cũ. Chính vào lúc đó, nước láng giềng cho quân xâm lấn, chiến tranh phát khởi và quân lính của vua nước này không thể ngăn chặn nổi. Lần nào giao tranh cũng bị thua, cứ phải rút lui dần dần. Trong một thoáng, vua bừng nghĩ ra, trước đây ta không muốn dùng ông tể tướng này, nhưng sau không hiểu sao ta lại triệu hồi y. Lại còn bà hoàng hậu nữa, ta vốn không ưa, sau này ta lại đổi ý, vậy là cớ gì? Ta thử hỏi hai người này coi họ có pháp thuật gì đây. Sự thể được trình lại cho vua như sau: trong xứ của chúng ta có một vị tu hạnh nhẫn nhục, vị này gặp sự việc gì cũng nhẫn chịu được, lại có thể chuyển hết lên thân mình những điều xui xẻo của người khác khiến cho họ được may mắn, cho nên chúng tôi đều gặp may cả, được vua thương cho trở về chức cũ. Vua bèn phán: nay nước của chúng ta gặp vận không may, ông đi kiếm vị tiên nhẫn nhục đó coi vị này có biện pháp nào làm cho nước chúng ta thắng lợi trong cuộc chiến này chăng. Sau khi tể tướng thương lượng, vị tu đạo ngẫm nghĩ một lát rồi nói: tôi thường chẳng muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng vì trú ngụ ở nơi này tu hành, tôi cũng có bổn phận báo ơn vua, vậy cũng hay. Ông hãy lấy một thùng nước trộn bùn đất rồi nói với vua tưới lên người của tôi, như vậy thì quân nước ta sẽ thắng trận. Vua y kế thi hành, quả nhiên sau đó ở tiền tuyến quân sĩ thắng hết trận này đến trận khác. Trong buổi khải hoàn mừng thắng lợi, vua nói: nước nhà gặp vận xấu, may nhờ cầu quốc bảo hỗ trợ, tức vị tiên tu nhẫn nhục mà chúng ta đã chuyển bại thành thắng, chúng ta phải báo ơn này. Do chuyện báo ơn mà mọi người đều hay biết nguyên ủy. Rồi quý vị thử nghĩ coi, từ đó những ai thấy mình không may mắn, vận khí xấu đều chạy tới nhờ vị đó chuyển vận dùm. Người này dày nước, kẻ kia ném đất, chút cả lên thân hình của vị tu hành, đến nỗi khắp mình mày của ông thành một đống bùn đất, nhấp nhúa vô cùng. Tất cả dân chúng trong nước hầu như đều góp phần làm tội tình ông. Người thì muốn chuyển vận, người mong phát tài, kẻ cầu trúng số đua ngựa. Hồi đó chưa có đua ngựa, có thể là đua chó. Ai cũng muốn điều tốt đẹp cả, khiến cho người tu hành hết chịu được nhẫn, phải kêu lên: ê, các người thật là đáng chết, chỉ vì một niệm tưởng đó mà tất cả nhân dân trong nước đều bị chết sạch. Bởi vì nguyên do này cho nên bây giờ suốt mấy ngàn dặm đất ở đây chúng ta không thấy có bóng người. Quý vị nghĩ lại coi, tuy đây là truyền thuyết nhưng ta phải nhớ rằng những người tu hành cũng có lúc không nhẫn nhịn được. Bởi vậy có câu nói: thà khuấy động nước của 1.000 con sông, chớ không khuấy động lòng người tu hành. Ninh động thiên giang tùy, bất động đạo nhân tâm. Tức là không nên làm tổn hại đến sự an vui của người tu hành. Lúc xưa Phật Thích Ca tu hành nhẫn nhục trải một kiếp không thành, và không rõ Ngài đã tu trong bao nhiêu kiếp, do đó mới nói bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Trước đây có một người tu nhẫn nhục, đã rất lâu chưa thấy mình cáu giận, trong lòng bèn nảy sanh tâm kiêu hãnh, quảng cáo cho mọi người hay. Ông treo một tấm bảng trước cửa nhà, trên đẻ mấy chữ tánh như cho lạnh, ý muốn cho tất cả biết rằng mình là một người không biết bực tức nóng giận. Không rõ treo bảng trong bao lâu, có một hôm Quán Thế Âm Bồ Tát đi ngang qua trông thấy bảng đó,
ngài liền biến hóa thành một người cùng khổ đi xin ăn, tới hỏi vị tu hành. Tấm bảng của ông treo đó đẹp lắm, trên lại có mấy chữ nữa, mấy chữ này đọc ra sao, xin ông nói cho biết. Vị này nghĩ rằng người xin ăn muốn hiểu ý nghĩa mấy chữ tánh như cho lạnh, liền đáp. Mấy chữ này đọc là tánh như cho lạnh, bổn tánh ví như cho lạnh, nghĩa là trong đám tro một đốm lửa cũng không còn. Bất cứ gặp chuyện gì chẳng xứng ý cũng không nổi nóng. Người xin ăn cảm ơn và bước ra, nhưng đi được 3 bước thì quay lại hỏi. Mấy chữ này đọc như thế nào tôi lại quên mất. Tánh như cho lạnh, nghĩa là người tu hành này không nổi nóng, lòng như cho lạnh, dáng ghi nhớ đi. Cảm ơn lắm, nhưng đi không xa, người ăn mày lại trở lại hỏi nữa. Tôi lại quên nữa rồi, mấy chữ này là gì đây? Tánh như cho lạnh. Người ăn mày đi ra rồi trở lại, cứ như vậy mười mấy lần luôn. Lòng của vị tu hành lúc này như cho mà lại có lửa. Ông nổi nóng, tánh như cho lạnh, tánh như cho lạnh. Cứ hỏi mãi, người ăn mày nói, hóa ra cho của ông hãy còn lửa a. Thôi xin chào. Nói rồi bay lên trên không, hiện thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị này nghĩ bấy lâu nay tu, mong được gặp Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, không rẻ tu mãi mà lòng vẫn chưa nguội lạnh. Gặp ngài mà không nhận ra, thật uổng, đáng thương biết bao nhiêu. Nghĩ rồi khóc sướt mướt, y có rẻ đâu, lửa còn âm ỉ trong đám tro, phút giây bốc cháy, chút nữa đốt luôn cả thân mình. Qua trường hợp tu nhẫn nhục của vị trước, chúng ta hãy thử suy ngẫm. Ông tể tướng nhờ vị tiên nhẫn nhục chỉ dẫn cách thức, nên vua triệu hồi y cho làm lại trước cũ. Bà hoàng hậu cũng được sự chỉ dẫn này mà thoát ra khỏi cung lạnh, vận nước không may mà biến thành may mắn. Tại sao như vậy? Chúng ta nên hiểu rằng phàm người có đức hạnh, lại có công tu, có đạo đức, có trí huệ, nếu họ hồi hướng cho ta, mong cho ta hưởng điều may mắn và sự hanh thông thì chắc chắn ta sẽ được lợi lạc. Nguyên do bởi đạo lực của họ hơn người, nên một khi tâm họ dấy lên một sự mong ước cầu sự tốt lành cho ta, ta sẽ được hưởng mọi sự lành. Thậm chí có kẻ gặp cảnh ngộ đáng chết, vậy mà được hồi hướng cũng có thể sống lại, bởi vì người tu hành đó đầy đủ công đức, có khả năng sai khiến quỷ thần, bảo quỷ thần làm cho cái này hoặc làm cho cái kia. Tỉ như có người đã tới số, vua Diêm Vương đã cho giấy mời đến dự tiệc, nhưng khi được dặn dò nên tha cho người đó thì người này bèn sống lại. Lẽ dĩ nhiên, phải làm sao cho người tu nói trên động tâm mới được, bởi có sự cảm ứng thì sự việc mới thành. Bất cứ cảnh huống nào, chỉ cần vị đức hạnh đó một lòng hồi hướng cho ta thì việc giữ sẽ hóa lành, mọi tai nạn sẽ qua khỏi. Ngược lại, nếu ta làm cho các vị này bực tức, thì chỉ cần một động niệm của họ, kết quả sẽ rất tai hại. Cho nên ở trên đã nói, thà khuấy động nước của 1.000 con sông, chớ không khuấy động tâm của người tu đạo. Người tu đạo mỗi ngày, mỗi tu thành tựu được đạo nghiệp, tu hành được trí huệ, đạt tới từ bi hỷ xả, thì chỉ cần một niệm dấy lên, lòng nghĩ tới là sự việc thành, đạo lực tới độ như vậy đó. Cho nên quý vị phải nỗ lực tu hành, nếu thực sự có công đức thì có thể tùy duyên biến hóa vô cùng, thậm chí có thể rời non lấp biển. Hãy xem như vị tiên tu nhẫn nhục, khi vị này dấy niệm rằng bọn các người đáng chết, thì quả nhiên tất cả mọi người chẳng những không được may mắn mà còn gặp cảnh chết chóc. Tại sao như vậy? Đó là do công lực tu hành tới độ có thể khiến Diêm Vương quỷ thần phải thi hành y theo ý nghĩ của vị đó. Bởi vậy mỗi khi chúng ta gặp ai tu hành nhẫn nhục, xin ghi nhớ chớ nên đắc tội với họ, kẻo họ nổi nóng thì tai hại vô cùng. Chúng ta là những người tu học, nếu tu nhẫn nhục thì kết quả sẽ có tướng mạo đẹp đẽ đoan chính. Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chính là kết quả của công phu ngày tu nhẫn nhục. Bất cứ ai muốn cho mình có dáng dấp đẹp đẽ anh tuấn thì phải tu nhẫn nhục. Có ai đánh ta chẳng bực tức, mắng ta chẳng oán hờn, lòng ta nhẫn nhịn, đó là đức hạnh. Ngày sau tướng mạo của ta sẽ đẹp đẽ trang nghiêm. Ngược lại, nếu ta ngày ngày cau có thì tương lai sẽ là quỷ đói, chẳng đẹp đẽ gì. Xin quý vị hết lòng ghi nhớ. Kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ, tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Dịch: mấy hồi tử, mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt, tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo gì tá. Kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử, đây là ý nói Đức Phật Thích Ca đời nọ tiếp đời kia 3 lần tu nhẫn nhục bố thí sanh mạng.
Tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh, bất cứ ai tu hành nếu đốn ngộ chứng được pháp vô sanh nhẫn là biết tu hành nhẫn nhục. Ư trừ vinh nhục hà yêu hỷ, có ai sỉ nhục ta, có gì đâu mà buồn, có ai khen ta, có gì đâu mà vui. Vinh nhục chẳng buồn động tâm, mọi sự xảy đến gặp mọi hoàn cảnh ta đều sống với công phu nhẫn nhục. Bồ Tát Di Lặc tu nhẫn nhục nên ngài có bụng phệ, và bụng của ngài có thể chứa mọi thứ mà thế gian không chứa nổi. Ngài luôn luôn cười, ngài nhìn người thế gian rất buồn cười, chúng ta xem như vậy thì đủ hiểu. Như Đức Phật Thích Ca trong thời gian ngài tu nhân đã xả thân làm mồi cho hổ, hổ là ác thú, ngài đem sinh mạng của mình bố thí cho hổ, hổ ăn thịt của ngài nên không bị chết đói. Chim ưng cũng là một loại ác điều, ngài cắt thịt của mình cho chim ưng ăn, khi thấy nó đói không bay được và nó sắp sửa ăn thịt con chim bồ câu, ngài lóc thịt trên toàn thân mình cho nó ăn như vậy. Quý vị thử nghĩ coi, xả thân làm mồi cho hổ, cắt thịt trên thân mình cho chim ăn, điều này thực chẳng ai làm được. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Phật Thích Ca xả thân mình không biết bao nhiêu lần, hy sinh tính mạng cho nhân loại không biết bao nhiêu lần. Trong tam thiên đại thiên thế giới, khắp hết mọi nơi, không một chỗ nào, thậm chí nhỏ như hạt bụi mà không phải là nơi mà chư Phật mười phương đã từng bố thí sanh mạng. Nói một cách khác, mỗi chỗ nhỏ như hạt bụi là mỗi địa điểm mà chư Phật mười phương đã từng hy sanh thân mạng, bố thí thân thể của mình. Nếu quả chúng ta hiểu được ý nghĩa này, thì còn có gì mà chẳng buông bỏ được, để đến nỗi chấp trước, để tối ngày tính tới tính lui, làm sao có tiền, làm sao cho phát tài. Quý vị muốn mình phải phát tài thì tự nhiên sẽ phát tài, chẳng cần phải dụng tâm nghĩ mưu kế như vậy. Nhập thâm sơn trú lan nhã, sầm cương u thúy trường tùng hạ, yêu du tĩnh tọa giã tăng gia, khuếch tịch an cư thực tiêu sái. Dịch: vào rừng sâu ở lan nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ, nhập thâm sơn trú lan nhã. Đoạn này nói người tu hành nên tìm nơi thâm sơn cùng cốc, những hang động, những chỗ tĩnh mịch để tu. Lan nhã là tiếng Phạn, có nghĩa là nơi tịch tĩnh. Nhã là tịch, không có tiếng động. Tĩnh là an tĩnh, không động. Tĩnh và động trái nghĩa với nhau. Tĩnh là chẳng động, động là chẳng tĩnh. Phải trú ngụ ở hang động. Tại sao cần phải tới tận rừng sâu hốc núi, những chỗ hẻo lánh như vậy? Bởi vì tu ở nơi đô hội rất khó khăn, vừa chớm có chút định lực, mọi thứ duyên lại áo tới, uổng mất công phu. Cho nên cần phải ở chỗ tĩnh mịch, ẩn cư nơi rừng sâu hốc núi. Sầm cương u thúy trường tùng hạ. Sầm cương là núi cao, ở vùng núi đá có những chóc núi nhô cao lên gọi là u thúy. Những nơi này hết sức u tĩnh, không ồn ào như chỗ đông người. Ở đây mà tu tập thiền định dưới bóng tùng xanh, rồi hấp thụ linh khí của núi sông để hòa nhập chung với trời đất. Yêu du tĩnh tọa giã tăng gia. Yêu du là siêu nhiên, tự tại, chẳng có gì trói buộc, chẳng có gì ngăn ngại. Không người không ta, siêu thoát hẳn ngoại vật. Giã tăng, ý nói trong bộ điệu giống như người rừng. Bởi không câu nệ bề ngoài nên râu mọc dài, móng tay dài, khắp người lông lá. Tuy nhiên đây là một vị tăng xa lánh thế gian, không tranh đua với người, không tranh tài sắc, tranh danh lợi, tranh ăn uống, không ham nằm cho êm ái, ngủ dưới đất. Ngủ cũng được mà không ngủ cũng được. Có gì ăn được thì ăn, mà không ăn cũng vậy. Vẻ danh thì khỏi cần nói, ở đây không có thanh âm, không có mùi hương, không có người, không có ta. Vẻ sắc thì rõ ràng chẳng có cái gì gọi là nhan sắc mỹ lệ. Về tài của cải thì xung quanh đâu có gì để tranh đua. Khuếch tịch an cư thực tiêu sái. Tại nơi cư ngụ của người xuất gia rừng rú này, không khí rất vắng lặng, không ai thấy vết tích nào của đời sống phồn hoa, không ai nghe một tiếng ồn ào tranh cãi. Đúng là tịch mịch tiêu sái, thong dong tự tại. Ta chẳng cần để ý tới ai, mà chẳng ai chú ý tới ta, không có gì gây phiền nhiễu, đó mới là tự do thực sự. Đây là đại ý của đoạn văn trên, nghĩa lý của nó thật là vô cùng tận, mà chúng ta phải ráng lãnh hội, ngộ được cảnh giới này. Cho nên mỗi người chúng ta phải phát huy trí năng của mình đạt được trí huệ thì mới có thể tới được bảo sở. Giác tước liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không.
Dịch: biết là xong chẳng cần công, thảy thảy hữu vi pháp bất đồng, của cho chủ tướng phước trời hưởng, ví như tên bắn nhắm hư không. Giác tức liễu: điều mà Phật giáo chú trọng chính là giác. Chữ giác đây nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ điều gì vậy? Đó chính là phá màng vô minh, đặng cho ánh sáng hiển lộ, khiến cho hắc ám tan biến, mà thuật ngữ trong thiền tông gọi là cái thùng sơn đen. Phá được thùng sơn đen thì cái trí huệ cố hữu của mọi người sẽ sáng tỏ. Đây là một sự khai phá, giống như khai phá đất hoang. Mà khai phá đất hoang thì phải dùng nhân công, phải tốn sức lực, bất thi công. Khai phá trí huệ thì chẳng cần sức lực gì, ta chỉ cần gạt bỏ cái tâm ô nhiễm, giữ cái tâm thanh tịnh, trở về với cái cội nguồn thanh tịnh của tánh chân như. Đó cũng chính là sự quay về nguồn để minh tâm kiến tánh. Tuy nhiên, nói bất thi công, chẳng dùng công sức. Kể thực, người tu phải đinh ninh một dạ, một niệm chẳng đổi rời, chẳng sao lãng. Không phải như kiểu cách của kẻ yết miêu trợ trưởng. Yết miêu trợ trưởng là câu chuyện của một người nước Tống vào thời Liệt Quốc năm xưa. Người nước Tống kia vì quá thông minh mà trở thành ngu xuẩn. Quá thông minh như thế nào? Sự việc không làm nổi mà cứ làm, chưa phải lúc làm mà cứ làm một cách ép uổng. Xin kể ra làm ra đây là một thí dụ. Ở nước Tống vào thời đó, có một người thấy cây lúa mạ của mình hãy còn thấp, muốn cho chúng mọc cao mới nghĩ cách giúp cho cây mạ cao hơn nữa. Giúp bằng cách nào? Bằng cách kéo dài ra. Thí dụ cây mạ chỉ cao một tấc, ông này kéo thêm ra hai tấc. Cứ như thế kéo từng cây một, kéo suốt một ngày cho tới khi thân thể mệt nhoài mới trở về nhà. Người con hỏi lý do làm sao mà mỏi mệt thì ông kể lại công trình kéo cây mạ của ông. Người con bèn ra ruộng coi thử phương pháp giúp mạ mọc cao của cha ra sao. Đến nơi y chỉ thấy các cây mạ đã chết khô từ lúc nào. Đây là trường hợp của một người không biết tí gì về nghề trồng trọt. Chỉ biết nghĩ rằng nếu cây chưa cao thì kéo dài ra cho cao thêm, chớ có biết đâu nếu kéo dài ra thì cây mạ sẽ chết. Đó là nói về người nước Tống. Tuy nhiên, chẳng cứ người nước Tống mới xử sự như vậy. Thực tế vẫn có những người làm những chuyện kỳ khôi, tin những chuyện kỳ đặc, khiến cho mọi người không biết đâu mà tin tưởng. Trở về câu giác tức liễu. Giác đây nghĩa là gì? Giác là trí huệ. Mọi người đều sẵn có trí huệ, đại trí huệ chớ không phải tiểu trí huệ. Phật thành bậc đại giác, một bậc đại trí huệ. Điều này chẳng có gì lạ lùng, chẳng cần dụng công, không do một sự tạo tác nào, chẳng cần tới phương pháp giúp mạ mọc cao như vừa nói trên. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, tuy nhiên pháp vô vi thực sự không giống như pháp hữu vi, cho nên Kinh Kim Cang có nói như sau: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Dịch: hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh, như xương như điện chớp, phải nên quán như thế. Pháp hữu vi là nói những gì có hình tướng, khiến cho chúng ta quan sát được, nhìn thấy được. Chúng ta tạo ra cái gì thì cái đó biểu hiện ra, như vậy gọi là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi thì không phải như vậy. Pháp vô vi không cần sự tạo tác. Vô vi là không làm, mà thực chẳng có gì là không làm. Vô vi nhi bất vi. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Có người mê pháp hữu vi, chỉ mong được giàu sang, có danh vọng, địa vị lớn, quyền thế cao. Đó là những người chấp tướng. Họ nghe nói nếu tu ngũ giới và thập thiện thì sẽ hưởng quả phú quý, nên họ đã tận tình làm việc bố thí hữu vi, làm công đức chấp tướng. Bố thí thì gồm tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí là bố thí tài vật tiền tài, tức là một vật dùng để giao hoán thay thế phương thức lấy vật đổi vật của thời xưa. Pháp thí là ngày ngày giảng pháp cho người ta nghe, lấy pháp làm vật bố thí chúng sanh. Vô ý thí là đứng lúc người ta gặp sự hoạn nạn, gặp hoàn cảnh khổ sở, chúng ta tìm cách an ủi họ, để cho họ hết sự mọi sự hãi, sự sợ hãi buồn rầu. Đó chính là bố thí sự vô ý. Trong ba cách bố thí vừa kể, pháp thí là hơn cả. Muốn lấy pháp bố thí thì phải có đủ chánh tri chánh kiến mới có thể giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, mang lợi lạc đến cho chúng sanh. Còn như tà tri tà kiến thì chỉ có thể dẫn chúng sanh đọa địa ngục, chẳng những không được công đức mà còn mang tội lớn. Nếu có chút công đức thì có thể được hưởng quả phước của các tầng trời, hưởng cho đến khi hết phước đó sẽ trở lại thọ khổ.
do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Chỗ này nêu lên một thí dụ, như ta lấy một cây cung bắn một mũi tên không nhắm vào hướng đông hay hướng tây, hướng nam, hướng bắc, mà nhắm thẳng lên hư không. Cuối cùng mũi tên chẳng được mục tiêu nào, chỉ bay lên không trung một cái rồi rớt xuống. Thế lực tận tiễn hoàn trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Dịch: đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Thế lực tận, ý nói bắn tên lên hư không là điều vô ích, chỉ uổng phí công đức, giống như dao chém nước chẳng ghi lại dấu vết gì, đúng là kiếm chuyện làm cho rắc rối thêm. Tiễn hoàn trụy, mũi tên bắn lên rồi lại rớt xuống, nhớ rằng bất cứ vật gì từ trên rơi xuống, đầu nào nặng sẽ quay xuống, đầu nhẹ quay lên, nên đầu mũi tên sẽ trúc xuống. Và nếu quý vị vô ý, đầu quý vị sẽ hứng lấy mũi tên, rất là nguy hiểm. Chiêu đắc lai sanh bất như ý, nếu quý vị bố thí trong tinh thần chấp trước, tuy đó là gieo nhân tốt, nhưng phước báo này chẳng có tánh cách lâu dài, nó chỉ tạm thời, nó đến và qua đi trong chớp mắt, chẳng nhờ cậy được bao lâu, do đó kiếp tới lại chẳng được như ý. Hoặc giả kiếp này quý vị có phước, kiếp sau cũng hưởng phước, kiếp tới nữa vị tất đã có phước, phước hết thì sẽ chịu khổ, hơn nữa đã ở trong cảnh luân hồi thì luẩn quẩn hoài trong vòng lục đạo. Nếu không ra khỏi được, không thoát được vòng sanh tử thì tránh đâu khỏi cảnh bất như ý, tranh tự vô vi thực tướng môn. Như vậy thì đâu có thể so sánh được với pháp môn giải thoát của thực tướng và vô tướng. Cho nên nhất siêu trực nhập như lai địa, một bước là có ngay pháp thân, là chứng được Phật quả, cần phải đi từng thứ bậc, trải qua biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, đàn đắc bồn, mạc sầu mạt, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Dịch: cốt ở gốc lo chi cảnh, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng, đã hay thấu được châu như ý, lợi ta lợi người không biết mấy. Đàn đắc bột, mạc sầu hạt, chúng ta tu học Phật Pháp, điều cần yếu là phải nhận ra đạo lý cội gốc. Đạo lý đó là gì? Chính là đoạn trừ ái dục, bớt sự ham muốn, biết lẽ tri túc, tức cũng là dẹp những vọng tưởng, loại vô bổ ích. Giữ được gốc rồi thì những vấn đề chi tiết ngọn ngành chẳng cần quan tâm. Gốc là cái chân, giữ được gốc chính là đạt được trí huệ chân chánh, là tự tánh chân như, xưa nay vốn thanh tịnh, vốn chẳng động, vốn hiện thành. Cái gốc này cũng gọi là hạt ngọc như ý. Hạt ngọc như ý là gì? Chính là đại viên kính trí. Đạt được trí huệ này, các tư tưởng hữu lậu sẽ không còn nữa, do đó mới gọi là gốc. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, gốc thì không hề bị nhiễm, không vướng bụi, mọi nghĩ suy đều không, giống như một bình bằng lưu ly trong suốt, ở bên trong là một vầng trăng, bên ngoài thì tỏa ra ánh sáng long lanh chiếu khắp mọi nơi, không có chỗ nào là bị nhiễm khí âm mà thuần một khí dương. Đó là ngọc như ý. Như ý vì nó tùy theo tâm ý biến hóa vô lượng, dùng nó thì không bao giờ hết, diệu dụng của nó không thể kể hết. Kỹ năng giải thử như ý châu, nếu quý vị lãnh hội được ý nghĩa này, thông suốt được thể tánh của hạt ngọc như ý, tác dụng và công năng của nó, thì tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Hạt ngọc như ý này, một loại trí huệ của đại viên kính trí, sẽ mang lại lợi lạc, không những cho chính quý vị mà còn cho nhiều người khác. Lợi mình khiến cho mình không bị điên đảo, lợi người tức người sẽ không bị điên đảo. Nói thêm một chút nữa, mình sẽ không hồ đồ, chúng sanh sẽ không hồ đồ. Đó là nghĩa của lợi mình, lợi người. Cầu trùng bất kiệt có nghĩa là không khi nào hết, muốn dùng tới lúc nào cũng được, bản chất của nó vẫn nguyên vẹn. Câu trên đây có ý nghĩa như vậy. Giang nguyệt chiếu tùng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Dịch: trăng sông tỏ gió tùng lay, đêm trường thanh vắng để chi đây, ngọc giới hạnh tâm in tánh tỏ, trên mình mây dáng khoác làm y. Giang nguyệt chiếu giống như một con thuyền bơi trên sông, ánh trăng chiếu xuống mặt sông, cảnh tượng hết sức tự nhiên. Tùy phong suy, gió lay cây tùng đưa lại một mùi hương thoang thoảng, khiến cho mọi người có một cảm giác sảng khoái, đây cũng là cảnh đẹp của thiên nhiên.
Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi, đêm trường thanh vắng, chẳng có chuyện gì làm. Nhưng trong thời gian chẳng làm gì cả, tuy là vô vi, mà không có gì là chẳng làm, vô vi nhi bất vi. Phật tánh giới châu tâm địa ấn. Trong đêm trường thanh vắng ấy, trước cảnh vật hoang dã của thiên nhiên, Phật tánh và giới châu liền hiển lộ. Giới châu đó chính là kim cang quang minh bảo giới, và cũng là tâm ấn trong pháp môn của chúng ta. Vụ lộ vân hà thể thượng y, như đoạn trên có nói, ngũ uẩn phủ vân không khứ lai, tức là cái thân ngũ uẩn này chẳng khác gì đám mây trôi nổi, ví như sương mù, ví như quần áo khoác trên thân, chẳng phải phần bộ nào trong con người của mình mà ở ngoài thân mình. Đó chẳng qua là một tấm áo khoác dệt bằng mây, bằng sương mà thôi. Phật tánh mới của mình, viên ngọc giới châu là của mình, bởi vậy chúng ta đừng nhận những cái kể ở trên là chân thật. Chúng ta hiện nay sống ở thời mạt pháp, Đức Phật pháp sắp sửa diệt vong, thời kỳ mà ma mạnh pháp yếu, tà thịnh và chánh suy. Đó là lúc các loại tà thuyết đua nhau xuất hiện. Các tà thuyết này khi mới nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng tựu chung nó sẽ dẫn tới cảnh vong quốc diệt chủng, nhân loại sẽ đi tới cảnh tận diệt. Chúng ta đều hiểu rằng đạo lý của trời đất là sanh hóa bất tận, có âm có dương, có chánh có tà. Nếu chúng ta đi ngược lại lẽ âm dương tà chánh của tạo hóa, tất không tránh khỏi bị diệt vong. Ngày nay toàn thế giới đều sợ bệnh AIDS hay SIDA, dịch là ái tử. Chỉ nghe đọc lên danh từ đó, người ta cũng hiểu ngay nó là gì. Làm sao mà tử? Bởi vì ái một cách điên loạn, ái một cách không tránh đáng, ngược hẳn lại nguyên tắc sinh lý tự nhiên. Người ta lại còn mang nó ra tuyên truyền đề xướng, đi vào con đường mê muội, làm như mọi người chẳng biết phân biệt cái gì là tránh, cái gì là tà, cái gì là phải, cái gì là trái. Lại còn muốn xin hợp thức hóa nữa. Bệnh AIDS, SIDA, ái tử chính là do số người đồng tánh luyến ái gây ra. Số là theo đạo lý thì có ngày tức phải có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch tức có thuận, có trời tức có đất. Đó mới là lẽ thường, lẽ tương đối của tạo hóa. Bởi ý nghĩa đó mà các thánh nhân đời xưa đề xướng trai với gái ở một nhà, rồi từ cái đạo lý lớn này mà định ra lễ. Cho nên có cái lệ trai 30 tuổi thì lấy vợ, gái 20 tuổi thì lấy chồng. Đó là một điều trong luân thường, gọi là ngũ luân, tức là năm mối quan hệ giữa vua tôi, cha mẹ, anh em, vợ chồng và bạn bè, gọi là tám đức, tức là tám nết: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sỉ. Sanh làm người chúng ta phải y chiếu vào ngũ luân và tám đức mà ăn ở, chứ từ xưa tới nay chưa ai nghe nói có thứ luân lý nào bảo đàn ông chung trạ với đàn ông như vậy. Thời kỳ mạt pháp có các loại ma quái xuất hiện để công nhiên để xướng những hành động diệt chủng, vong quốc, tiêu diệt nhân loại. Quý vị thử nghĩ coi, nếu ai ai cũng theo kiểu đồng tính luyến ái thì trong quốc gia sẽ không còn người, mà quốc gia không còn thì nhân loại sẽ thành diệt vong. Chúng ta còn sợ rằng trời đất sẽ không chờ đợi tới ngày đó, ngày mà nhân loại sẽ tự mình hủy diệt, vì ngay bây giờ đã thấy có bệnh AIDS ra đời, cái bệnh ái tử, cũng có thể gọi là khoái tử, chết mau. Cho tới nay vẫn chưa kiếm ra được thuốc trị. Bệnh này làm mất sức đề kháng của người bệnh. Do đó một khi họ bị tà khí bên ngoài xâm nhập thì không còn phương cứu chữa. Nguyên tôi cũng chẳng muốn nói tới vấn đề này làm gì, nhưng hiện nay có những người chưa bị tà thuyết này mê hoặc nên bắt buộc tôi phải nói ra. Nói ra sẽ có thể làm cho một số yêu ma quỷ quái không vừa lòng, nhưng tôi vẫn phải nói những điều tôi muốn nói. Thời kỳ này chính là thời tai kiếp rất hiểm nghèo. Chúng ta không thể khoanh tay làm ngơ, nhưng phải làm sao đây? Chúng ta phải cùng một lượt niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mới có thể hy vọng cứu vãn được tình thế này. Một khi Quán Thế Âm Bồ Tát hiển lộng thần thông thì bệnh gì cũng có thể cứu được, có thể cải tử hồi sinh, buồn giận thành hoan hỷ, người chết trở lại sống. Nếu nói đó là hư, chư Phật là nói dối. Chúng ta tất cả mọi người hãy nên quy mạng về Ngài Quán Thế Âm đặng Ngài cứu độ cho nạn diệt vong này của nhân loại. Hàng long bát dài hồ tích, lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng thân tung tích. Dịch: bát thâu rồng gậy dài cọp, hai dãy quen vàng khua lành lót, phải đâu hư sự giữ làm vì, gậy báo Như Lai dấu tự ghi. Hàng long bát, cái bát của người xuất gia, gọi là ứng lượng khí, có nghĩa rằng mình ăn được chừng nào thì bát chứa chừng đó.
lấy đồ ăn cho vừa, không lấy quá nhiều, chỉ vừa đủ ăn mà thôi. Tuy nhiên, cái bát này không phải chỉ có công dụng chứa phần ăn, mà nó còn là một vật báu có khả năng hàng thiên ma, chế phục ngoại đạo, có khả năng chứa gọn cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên từ xưa, bát này đã được dùng để thâu rồng, để trị bệnh, dụng ích của nó là vô cùng tận. Rồng là một loại chúng sanh ẩn hiện khôn lường, lại có thần thông, và rồng dữ còn có thể hại người. Rồng mà phun hơi độc thì người nào bị trúng sẽ chết. Thật ra thế nào là rồng? Tánh tình của người ta cũng giống như một con rồng. Như chúng ta luôn giữ tánh nết ôn hòa, không để cho tánh tình phát tác, tức là đã hàng phục được con rồng của ta. Thất tình nổi lên lúc có lúc không, bảo nó có thì nó có, bảo nó không thì nó không, hốt nhiên đến hốt nhiên đi, chẳng ghi lại tung tích dấu vết gì, cho nên ví nó như con rồng vậy. Giải hổ tích, tích là cây tích trượng mà người xuất gia thường dùng khi đi hành cước. Cây gậy này có hai cái vòng tượng trưng cho chân đế và tục đế, mỗi vòng lại có ba cái khoen, hai vòng thành sáu khoen tượng trưng cho lục độ vạn hạnh. Năm xưa một vị cổ đức dùng tích trượng rẽ đôi một cặp hổ, đương khi chúng đấu với kịch liệt, đấu với nhau kịch liệt, đời sau người ta kêu tích trượng là cây gậy giải cọp. Lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch, thật là rõ ràng. Hai cái vòng khua lên lảnh lót, nói như vậy e rằng chấp tướng chăng? Thực ra là bất thị tiêu hình hư sự trì, không phải vậy Như Lai bảo trượng thân tung tích. Đây là cây gậy báu của Phật, do Phật trao tay cho đệ tử, nên nó được coi như pháp bảo. Người xuất gia có ba tấm y, một cái bát là những vật bất ly thân, lại thêm cây tích trượng đều là những pháp bảo trong đời tu hành. Tỳ kheo thì phải cho đúng kiểu cách của tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng phải theo đúng kiểu cách của tỳ kheo ni. Đã là người xuất gia thì phải thực sự giữ đúng quy củ, chứ không thể bà đâu làm đó theo lối tùy tiện. Người ta nói 3.000 uy nghi, 8.000 tế hạnh, cho nên đó là những điều chúng ta phải đặc biệt chú ý. Bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không vô bất không, tức thị Như Lai chân thực tướng. Dịch: không cầu chân chẳng dứt vọng, mới hay chân vọng không chẳng tướng, chẳng tướng chẳng không, không chẳng không, ấy mới Như Lai chân thật tướng. Bất cầu chân, bất đoạn vọng. Tại sao vậy? Bởi vì khi đã tới được gốc thì đâu cần quan tâm đến ngọn nữa. Trong một đoạn văn nói trước đây, đại ý của chỗ này đã được giảng rõ. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, là nói một bình đẳng lưu ly trong sáng, ở trong thì chứa một vầng trăng, tất cả phát ra ánh sáng long lanh. Kỹ năng giải thử như ý châu, là nói nếu chúng ta hiểu thấu đáo hạt châu như ý, tự lợi lợi tha chung bất kiệt, ta đã có lợi lại còn lợi ích cả cho người khác, lợi mình lợi người, lợi không bao giờ hết, dùng hoài không bao giờ cùng tận. Thế nào gọi là gốc? Gốc là chỉ vấn đề sanh tử vô minh. Tới gốc là phá được vô minh sanh tử, phá xong vô minh là tới gốc. Và khi đã tới gốc thì vấn đề ngọn ngành rất dễ giải quyết. Do ý nghĩa này nên mới có câu không cầu chân, không đoạn vọng. Thực vậy, còn có cái chân nào phải cầu nữa đâu. Vì một khi đã đạt tới cảnh giới, không có cái mê lầm nào mà chẳng dứt, không có cái chân nào mà không tồn tại, thì đâu còn nói tới vọng. Tất cả đều nhất loạt chân, ngay đến danh nghĩa của chân cũng không vướng nữa. Liễu tri nhị pháp không vô tướng, bởi vì khi đã đạt được cái lý chân là vô tướng, thì giả cũng không có hình tướng, chân vọng đều không hình tướng, có và không cũng không hình tướng. Bởi vì tự tánh ví như hư không, nên chân cũng như vọng cũng là hư không. Nếu quả quý vị chẳng còn sự mê hoặc, cái vọng tự nhiên sẽ không còn. Nếu quý vị đã minh bạch, thì chân cũng chẳng hiển hiện, do đó mới nói bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng. Vô tướng vô không, vô bất không, chẳng tướng cũng chẳng không, chẳng một hình tướng gì, thì sao lại nói là có cái không? Vô bất không, đây là nói về chân không. Chân không tức là diệu hữu, chân không là chẳng không, bởi vậy mới gọi là chân không. Diệu hữu là không hữu, nên mới kêu là diệu hữu. Tức thị Như Lai chân thực tướng, đây tức là lý thể của thực tướng, là của sự rốt ráo chẳng chấp trước. Tất cả mọi thứ chấp trước đều bị phá, đó là đại ý của đoạn văn này. Tâm kính minh, dám vô ngại, quách nhiên oanh triệt, châu xa giới,
vạn tượng xung la ảnh hiện chung, nhất là biên quang phi nội ngoại. Dịch: gương tâm sáng soi chẳng ngại, xuất thông chiếu khắp hằng xa giới, muôn tượng tùm ảnh hiện trong, một điểm viên quang không nội ngoại. Tâm kính minh, tâm của chúng ta là trí huệ, đại viên kính trí. Và nếu quý vị tới được chỗ này, chứng được trí huệ này, thì quách nhiên oanh triệt châu xa giới. Quách nhiên vừa có ý nghĩa to lớn, vừa có nghĩa là ánh sáng. Oanh triệt là trong suốt long lanh, trong chiếu ra ngoài, ngoài chiếu vào trong, không bị ngăn ngại. Châu xa giới là cùng khắp pháp giới, không chỗ nào là không tới. Vạn tượng xum la ảnh hiện chung, mọi hiện tượng trong trời đất, mọi vật từ nhà cửa phòng ốc vân vân đều hiện ra hình ảnh ở bên trong. Nhất là viên quang phi nội ngoại, điểm viên quang đó là của hạt ngọc như ý. Nếu quả quý vị giải được hạt châu như ý, thấu được chân nghĩa của nó, thì lợi mình lợi người không thể dùng cho hết. Hạt châu như ý sẽ tỏa ra ánh sáng này chẳng phải ở trong mà cũng chẳng phải ở ngoài. Đó là ánh sáng của tự tánh, của chính quý vị. Có điều lâu nay quý vị không biết sử dụng nên nó bị mai một từ lâu rồi. Bây giờ quý vị mới hiểu, mới rõ, quý vị đã chứng được đại viên kính trí, cái điểm viên quang đó, do đó mới nói một điểm viên quang không nội ngoại. Người nghiên cứu Phật Pháp cần phải dụng công lâu dài, ngày ngày tham cứu, không ngưng nghỉ, ngày ngày huân tập giáo lý, giống như phương cách ngâm tẩm hay xông khói hương của người đời. Thí dụ dùng khói để xông một vật gì chẳng hạn, một ngày chưa thấy gì, hai ngày cũng chưa được gì, nhưng lâu dần sẽ thấy màu vàng xuất hiện, tức là vật đó đã bị ướp khói. Cũng như thế, một vật nguyên rất cứng, nhưng đem ngâm lâu ngày trong nước, nó cũng biến thành mềm. Con người bổn tánh cương cường, nhưng một khi được huân tập giáo lý Phật Pháp, cũng được biến cải thành hai bên cương nhu giao hòa với nhau. Nhiều quý vị vốn chẳng biết một pháp gì, nhưng sau một thời gian huân tập giáo lý, quý vị cũng sẽ thông hiểu Phật Pháp. Chúng ta chớ nên mắc cái tật quá hiếu kỳ quá đáng có thể dẫn chúng ta tới chỗ té ngã, rơi xuống hố sâu không ra khỏi được. Như mấy người ưa thám hiểm, không chỗ nào là không tới, đến nỗi có khi uổng mạng, mà uổng mạng thì còn giá trị gì, chẳng phải lúc nào cũng đáng giá. Bởi vậy chúng ta phải luôn luôn có chánh tín để tránh những lối đi ngõ ngách, những lối hắc ám. Hàm cái mới, chuộng cái lạ cũng là bệnh chung của các tín đồ Phật giáo, để cuối cùng chẳng thâu lượm được kết quả gì, khiến uổng phí cả thời gian, đáng tiếc biết bao. Thường thường quý vị cứ nghĩ rằng quý vị chẳng có thời gian cho Phật Pháp, nhưng sao quý vị lại có thời gian để chạy tới chỗ của bàng môn tà đạo? Như vậy rất dễ bị chúng tà độc. Hiện tại chúng đầy rẫy khắp mọi nơi, làm cho quý vị bị mê hoặc, để rồi tương lai quý vị cũng biến thành quyến thuộc của ma, gây thêm thanh thế cho ma vương. Bởi vậy quý vị Phật tử có lòng chánh tín, không nên ngã theo đường lệch lạc, chớ theo lối tiểu xảo đầu cơ, mà phải chất phác thật thà học hỏi Phật Pháp, đó mới chính là kỷ phận của chúng ta. Khoát đạt không bát nhân quả, mạng mạng đáng đáng chiêu ương họa, khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàn như tị nịch nhi đầu hòa. Dịch: đắm ngoan không phá nhân quả, bừa bãi rối ren càng thêm họa, bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Khoát đạt không, trong đời có một loại người không tin vào chân lý, cũng không tin nhân quả. Luận điệu của họ là hết thảy mọi sự đều không. Họ cho rằng con người khi mạng chung giống như ngọn đèn, sau khi tắt chẳng còn lưu lại gì. Đối với họ tất cả mọi thứ đều trở về không, do đó mới nói câu khoát đạt không. Bát nhân quả, ý nói gạt bỏ nhân quả. Những người này không tin rằng trong đời hễ gieo nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả xấu. Họ không tin vào chân lý đó. Họ chủ trương chẳng có nhân quả, chẳng có báo ứng. Họ nhất loạt chối bỏ đạo lý nhân quả và báo ứng. Tuy nhiên nhân quả và báo ứng chính là lẽ thật, làm sao mà chối bỏ được. Do đó họ là những kẻ hoàn toàn thiếu sự hiểu biết. Họ biến thành những kẻ thô lỗ. Mảng mảng đáng đáng chiêu ương họa. Mảng mảng nghĩa là lỗ mãng thô tục, không hiểu biết gì hết. Đáng đáng nghĩa là chẳng có quy củ. Còn tệ hại hơn nữa là chẳng những không giữ một phép tắc nào, lại còn vì gạt bỏ nhân quả nên những hạng người này đã làm sai quấy với nhân quả. Họ ắt gặp tai ương hoạn nạn, gây nên bao nhiêu là nghiệp tội mà chính họ chẳng hay. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên. Tại sao lại khí hữu?
tức là bỏ cái có, bởi vì một khi đã cho rằng mọi sự đều không, chấp vào cái không, cái gì cũng trở về không, thì căn bệnh này cũng giống như bát nhân quả vậy. Chấp không, chấp có đều là thiên lệch để rơi vào nhị biên, tức chẳng phải là trung đạo liễu nghĩa. Trung đạo liễu nghĩa là chẳng không mà chẳng có, bảo là không nhưng nó có diệu hữu, bảo là có thì nó lại là chân không. Bởi vậy chân không và diệu hữu không hề chướng ngại với nhau. Chân không chẳng phải là cái không vì còn có diệu hữu, nhưng diệu hữu cũng chẳng phải là cái có, nó có một phần có nhưng nó lại không phải là hoàn toàn có, bởi vì nó cũng là cái phi hữu. Cho nên mới gọi là chân không, tức là hai mà chẳng phải hai. Chân không chẳng phải nhất định là không, cho nên kêu là diệu hữu. Diệu hữu chẳng phải nhất định là có, cho nên kêu là chân không. Nếu quý vị bỏ cái diệu hữu mà chấp cái chân không là sai lầm, cho nên mới có câu khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, tức là nếu quý vị chấp vào lý không thì cũng mắc bệnh, mắc tệ bệnh, giống như bỏ cái có vậy. Hòa như tị nịch nhi đầu hòa, sự việc này giống như thế nào? Giống như khi quý vị tránh nước vì sợ bị chết đuối, quý vị lại đâm đầu vào chỗ có lửa. Lửa cũng là một tai nạn khiến quý vị có thể chết vì lửa. Đâu có khác gì quý vị chết vì nước. Bỏ có chấp không cũng giống như vậy, giống như người tránh nước mà nhảy vào lửa. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xả ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Dịch: buông vọng tâm giữ chân lý, buông giữ tâm hoàn tâm xảo ngụy, đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Chúng ta là người tu đạo, nếu không biết dụng công sẽ là những kẻ chấp trước rất nặng. Lỗi chấp trước nặng đó gọi là trên đầu lại mọc thêm đầu, cưỡi lừa mà còn kiếm lừa. Bởi hồ đồ không giản trạch, cứ nghĩ rằng phải xả vọng tâm, nghĩa là không nên có tâm vọng tưởng, mà phải mang những tâm đó xả bỏ đi. Kỳ thực tâm vọng tưởng chỉ là hư dối, chẳng là cái này hay cái kia để có thể mang ra vứt bỏ. Chỉ cần chúng ta chẳng vọng tưởng là xong, đâu cần phải xả cái gì nữa. Thủ chân lý chẳng phải ở đâu bên ngoài để chúng ta kiếm, nó ở ngay trong tự tánh. Nếu hết vọng tưởng, chân lý sẽ hiện ra. Nếu không hàng phục được tâm vọng tưởng, không chịu buông bỏ, lại chấp trước vào nó, tưởng là kiếm chân lý. Chân lý chẳng phải ở bên ngoài để kiếm, nó sẵn có trong tất cả mọi người, chẳng ai là không có. Cho nên chúng ta chẳng cần phải thủ, cũng chẳng cần phải xả. Xả nghĩa là buông bỏ, thủ là giữ lại, không cần nó chấp tướng, mà giữ nó lại cũng là chấp tướng. Chân lý thì không có hình tướng, vậy làm sao chúng ta có thể mang cái tâm thủ xả này để tu hành được? Cũng vì lẽ đó, trong đoạn mở đầu của bài ca này có câu: bất cầu chân, bất đoạn vọng. Chẳng cầu chân, chẳng dứt hết vọng. Nếu lại có chỗ để cầu, thì chẳng kiếm ra chân. Nếu muốn dứt, thì hóa ra vọng. Đó là ý nghĩa của xả vọng tâm thủ chân lý. Thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Cũng vì có tâm thủ xả mà thành ra xả ngụy. Nghĩa của xảo là trí huệ, mà ngụy là ngu si. Như vậy, có trí huệ nhưng chưa phải là trí huệ chân chánh. Trí huệ chân chánh là vô trí diệt vô đắc, tức là chẳng có trí huệ mà cũng chẳng có cái được. Nó là không hình tướng, bởi vậy nếu chúng ta mang cái ý tưởng bỏ hay giữ, tức là trên đầu lại muốn mọc thêm đầu, cưỡi trên lưng lừa mà còn kiếm lừa. Chân lý chính là bổn địa phong quang, là của báu trong nhà, chẳng ở đâu bên ngoài để nhọc công tìm kiếm. Bởi vậy, bỏ và giữ là xảo ngụy, vì lẽ bỏ và giữ chính là vừa trí huệ vừa ngu si. Học nhân bất liễu dụng tu hành. Học nhân là nói người tu đạo từ sáng đến tối, nếu chỉ nhằm việc xả vọng tưởng giữ chân lý dụng công như vậy, thì chân thành nhận tặc tương vi tử, chẳng khác gì nhận giặc làm con của mình. Nếu quả quý vị cứ một mực xả vọng tưởng, tức có nghĩa rằng quý vị có một tên giặc phải dứt bỏ, trong cái vọng lại sinh thêm một cái vọng. Còn như giữ chân lý thì chân lý chẳng có hình tướng, chẳng có gì để quý vị giữ, cũng chẳng có gì để quý vị xả. Quý vị chẳng hiểu rõ đạo lý này nên mắc phải cái lầm cưỡi lừa mà kiếm lừa. Còn lừa mà quý vị đương cưỡi trên lưng, vậy quý vị còn kiếm nó làm gì nữa? Trên đầu lại đội thêm đầu, quý vị đã có một cái đầu, vậy mà thấy chưa đủ, muốn kiếm thêm một cái đầu nữa đội lên, thử hỏi đó là nghĩa gì? Chẳng phải liêu quái hay sao? Người tu đạo không hội được nghĩa này thì chẳng bao giờ có thể hợp nhất với đạo.
Quý vị tại đây nên nghiên cứu rõ ý nghĩa này. Học Phật Pháp cũng phải học một cách thông minh trí huệ, chứ không thể càng học càng ngu si thêm. Học như thế nào mới gọi là học có trí huệ? Nghĩa là hễ làm bất cứ chuyện gì cũng phải theo đúng phép tắc, thực lòng mà làm, chớ không nên học lối thừa cơ dối trá, tranh phần tiện nghi cho riêng mình. Làm như vậy tức không phải là đệ tử chân chánh của Phật, mà chỉ là mượn danh nghĩa, đạo lý để kiếm lợi, để quảng cáo cho mình, mưu cầu danh dự và địa vị. Như vậy là sai. Tổn pháp tài diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Dịch: tốn pháp tài dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức, cho nên thiền pháp dạy không tâm, thoát chứng vô sanh sáng trí Phật. Như đoạn trên nói, xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Chúng ta thường mắc phải một khuyết điểm là nếu không thái quá thì lại bất cập, thái quá và bất cập đều là khuyết điểm. Chúng ta tu học không thể lấy cái tâm vọng tưởng để tu, mà phải dùng cái tâm trong sáng cố hữu của mình. Tâm cố hữu đó không thể nghĩ bàn, không chỗ nào là không biết, mà chẳng dùng tới sự ước đoán, đo đạc hay suy tưởng. Có điều mọi người không biết cách dụng công, chỉ biết lấy cái tâm huyết nhục, cái tâm suy đoán đắn đo để tu hành Phật Pháp. Dùng các loại tâm ấy, các thức phân biệt ấy, tức là dùng sai lầm tâm ý thức, nên không thể trở về với bổn tâm sáng suốt của mình, đó gọi là dụng tâm sai lầm, tổn pháp tài. Như vậy thì chân pháp sẽ không hiển lộ, nó bị tổn thương, diệt công đức. Quý vị tận dụng tâm ý thức để làm công đức, tưởng mình có chỗ sở đắc, nắm bắt được cái gì, thực ra đó là chấp trước. Mạc bất do tư tâm ý thức. Người tu đạo không hiểu ý nghĩa này, chỉ biết mang cái tâm vọng thức ra hạ thủ công phu, mang ý và cái thức phân biệt ra hạ thủ công phu, người đó gọi là học nhân bất liễu dụng tu hành. Vì không hiểu đạo nên lấy tâm ý thức làm công cụ để tu hành, tức là có sự chấp trước, do đó họ càng tu thì lại càng xa với đạo. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm. Vì lý do này thiền môn mới chủ trương liễu khước tâm. Liễu khước tâm nghĩa là không dùng tâm ý thức, như trong câu nói đàm đáo vô tâm tiện thị đạo. Nói đến không tâm đó là đạo, không tâm, không ý, không thức, tâm ý thức đều không. Trong câu liễu khước tâm nói trên thì chữ tâm bao gồm cả ba chữ tâm, ý và thức. Đốn nhập vô sanh tri kiến lực, tới chỗ đó quý vị sẽ chứng được vô sanh pháp nhẫn và trí huệ lớn hiện bày. Trí huệ của quý vị đã tới mức viên dung vô ngại, quý vị đã thành một đại trượng phu. Đại trượng phu bình huệ kiếm, bát nhã phong hề kim cang diệm, phi đàn không thôi ngoại đạo tâm, tạo hội lạc khước thiên ma đầm. Dịch: đại trượng phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hề kim cương lé, đã hay ngoại đạo bạt tâm mê, lại khiến thiên ma lùi kiếp vía. Đại trượng phu, thế nào gọi là đại trượng phu? Thể Mạnh Tử giảng về đại trượng phu như thế nào? Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, u vĩ, uy vũ bất năng khuất. Ai theo được như vậy thì gọi là đại trượng phu. Phú quý bất năng dâm nghĩa là giàu sang mà không dâm. Người giàu có lắm tiền bạc thế lực lớn thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình hóa thành dâm loạn. Tuy nhiên nếu quý vị cũng ở trong hoàn cảnh giàu sang mà không có hành vi dâm loạn, biết giữ quy củ, chất phác thực thà, thì quý vị không vi phạm luật pháp của thế gian, chẳng phạm tới luật pháp của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục, đó là phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di, nghĩa là nghèo hèn mà không đổi. Người ta khi nghèo khó thì mất cả trí khí, chẳng từ một thủ đoạn nào có sao mánh lới cho tinh khôn. Đối với người giàu thì nịnh hót, kẻ nghèo thì khinh khi làm những hành vi hạ tiện. Tuy nhiên nếu quý vị nghèo nhưng trí nguyện của quý vị không đổi, quý vị xử sự với đời như một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, giữ đúng nhân cách tuyệt vời, đầy đủ trí khí không chịu đi vào chỗ bùn nhơ, đó là bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất nghĩa là uy vũ không khuất phục được. Uy vũ tức là dùng thế lực, không chịu cúi đầu tùng phục trước bất cứ một thế lực nào, một quyền lực nào, người đó là đại trượng phu. Trên đây là nói về người đại trượng phu trong thế gian. Trong bài ca, danh từ này dùng để chỉ bậc đại trượng phu xuất thế gian. Trong tâm của đại trượng phu xuất thế thì chẳng có giàu sang, mà cũng chẳng có nghèo hèn, chẳng có quan niệm về giai cấp, về quyền lực,
quan niệm về mình, về người cũng chẳng còn nữa. Trong tâm chẳng còn gì, quan niệm về uy vũ chẳng có. Những chuyện thế gian đã được gội sạch, chỉ còn lại là cái phong thái đội trời đạp đất, thông suốt thiên địa. Trong cái hào khí triền miên là cái thái độ chính đại quang minh đầy ắp vũ trụ. Mọi ý niệm phải trái của người với của ta đã im bặt, những chuyện dính mắc thuộc loại này không còn nữa. Vậy thì người đó còn sự hiểu biết chăng? Còn hiểu biết, cái gì cũng hiểu biết cả, có điều là họ không đi ngược lại đạo lý. Những bậc đại trưởng phu ấy, họ nhờ vào cái gì vậy mà có thể giàu sang không dâm, nghèo hèn không đổi, quyền uy không thể khuất phục? Bởi trong tâm của họ không còn cặn bã, không có thứ gì làm vần đục tâm của họ. Bình Huệ Kiếm, bậc đại trưởng phu đã dứt mọi thứ tình ái, không còn đa mang lôi thôi. Tại sao vậy? Bởi vì thanh kiếm trí huệ của vị này đã chặt hết mọi thứ dây ràng buộc, nên thất tình lục dục chẳng còn nảy sinh, và các món tài sắc danh thực thủy không còn lôi cuốn được nữa. Bát nhã phong hề kim căng diệp, trí huệ bát nhã có thể ví như mũi nhọn phong, vô cùng sắc bén, có thể chém đinh chặt sắt, cắt thép như bùn. Như vậy mới có thể chặt hết các dây tình ái của thế gian. Những thứ gì là ô tạp đều bị nhát kiếm trí huệ dẹp sạch, vì hắc ám bị phá tan. Do đó ngọn lửa kim cương liền xuất hiện và phát ra ánh sáng trí huệ. Quý vị xem, có người thật là thông minh, nhưng tiếc là họ quá dụng tâm, để cho mặt mũi giảm đi, tóc bạc lưng còng, đầu không ngừng được lên nữa. Đó là vì họ đã lấy tâm ý thức này ra dụng công, đại trưởng phu đâu phải như vậy. Phi đản không thôi ngoại đạo tâm, nghĩa là không những tà khí của ngoại đạo bị dẹp tan, mà tạo hội lạc khước thiên ma đầm, mà số thiên ma cũng sớm bị khiếp vía, hãi sợ đến dựng tóc gáy. Đây là nói về những bậc đã thực sự chứng quả, đã thành tựu đạo nghiệp, họ mới là những bậc xuất chúng, vượt lên trên kẻ bình phàm. Họ thực là những nam tử đại trưởng phu, chứ không phải là những hạng miệng nói thì hay mà thực tế thì chẳng làm được gì. Chỉ biết nói thiền ở cửa miệng, như vậy không thể thành bậc đại trưởng phu. Cái hay của bài chứng đạo ca là nếu quý vị học cho thuộc bài này, mỗi lúc gặp chuyện gì âu sầu phiền não, quý vị đọc lên sẽ thấy phiền não tiêu tan và thân tâm biến thành sảng khoái vui tươi. Có thể mỗi ngày tụng vài lần, chắc chắn thọ mạng của quý vị sẽ dài hơn, thân thể sẽ khang kiện hơn. Chấn pháp lôi, kính kích pháp cổ, bố từ vân hề, sái cam lồ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Tuyết sơn phỉ nhị cánh vô tạp, thuần xuất đề hồ ngã thường nạp. Dịch: nổi pháp lôi gióng pháp cổ, bùa mây từ hè dưới cam lồ, voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Cỏ phỉ nhị đơm dòng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Chấn pháp lôi kích pháp cổ, đây chẳng qua là tỷ dụ, chẳng phải là tiếng sấm hay tiếng sét thực. Ý nói lời Phật thuyết pháp có thể so sánh như tiếng giống của sư tử hay âm thanh của sấm sét. Chúng sanh đừng mê man trong giấc mộng, nghe được tiếng sấm sét bèn tỉnh giấc, bỏ tà theo chánh. Đó là ý của câu: nổi pháp lôi gióng pháp cổ, bố từ vân hè sái cam lồ. Bố là phân bố giải rộng ra, giải rộng đám mây pháp từ bi, dưới xuống trận mưa pháp cam lồ, khiến cho chúng sanh như các cây khô héo được hưởng mưa pháp, trở thành mát mẻ tươi nhuận, để từ đó mà phục hồi được pháp thân và huệ mạng. Long tượng xúc đạp nhuận vô biên, lúc đó các hàng long tượng trong pháp môn gặp mưa pháp, họ càng được thấm nhuận gấp bội. Các bậc long tượng này lại mang pháp âm, pháp vũ hiển dương, khiến cho hết thảy chúng sanh được giác ngộ. Cho nên nói tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Tam thừa là chỉ thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Ngũ tánh là chỉ năm loại tánh: thiện ác, định bất định, xiển đề. Năm loại này là bao quát hết các căn tánh của chúng sanh, từ hạng thượng căn lợi trí tới hạng hạ căn ngu độn. Hết thảy chúng sanh đều được thấm nhuần mưa pháp. Tuyết sơn phỉ nhị cánh vô tạp, trên đỉnh tuyết sơn có một loại cỏ rất màu mỡ. Còn bạch ngưu ăn cỏ này sẽ cho một thứ sữa tinh thuần đề hồ, nuôi dưỡng chúng sanh. Vậy là tất cả được thấm nhuần tươi mát. Bởi vậy có câu sau: thuần xuất đề hồ ngã thường nạp. Đại sư Vĩnh Gia cho hay, ngài thường uống sữa cam lồ đó, biết hiệu dụng của nó như thế nào. Bởi vậy ngài cũng hy vọng các chúng sanh đều được thọ hưởng cam lồ, đặng có thể bỏ bến mê, quay về giác ngộ, liệt khổ được vui, liễu sanh thoát tử, khỏi phải chìm nổi trong cảnh luân hồi.
nhất tánh viên thông nhất thiết pháp, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp. Dịch: một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết, một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Nhất tánh viên thông nhất thiết tánh. Nhất tánh là chỉ Phật tánh, nhất thiết tánh là chỉ chúng sinh tánh. Phật tánh và chúng sinh tánh vốn không phân biệt. Phật tánh là chúng sinh tánh là Phật tánh, hai mà không phải hai, một mà chẳng phải một, cũng là một, cũng là hai, chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu quý vị hiểu rõ thì đó là một, bằng không hiểu thì đó là hai. Hiểu rõ, không hiểu rõ thì cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải hai. Viên thông tức viên dung vô ngại, viên mãn bồ đề. Nhất tánh tại Phật chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm. Bổn lai chẳng thiếu, chẳng thừa, chẳng phải hơn một chút hay kém một chút. Cho nên viên thông hết thảy mọi tánh. Nhất pháp, biến hàm, nhất thiết pháp. Pháp của Phật có 84.000 loại. Một, mỗi một pháp, trong đó thông suốt cả 83.999 pháp kia. Toàn bộ các pháp đều dung thông với nhau, không một pháp nào ly khai. Nói là 84.000 pháp nhưng kỳ thực chỉ là một, mà truy cứu nữa thì bổn lai một pháp cũng chẳng có. Cho nên nói một pháp bao gồm muôn pháp hết. Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, đúng là thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là muôn đầm nước hiện muôn hình nguyệt, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Như có 1.000 cái hồ nước, tức sẽ hiện lên 1.000 mặt trăng. Vậy thì bản thể của trăng có tới 1.000 mặt trăng ư? Không phải vậy, đó là nghĩa một tánh viên thông hết mọi tánh. Vầng trăng kia chính là chân như Phật tánh của chúng ta. Vầng trăng hiện ra tại hết thảy mọi nơi có nước, và hết thảy các mặt nước có thể ví như chúng sanh tánh. Chúng sanh tánh chẳng ly Phật tánh, Phật tánh chẳng ly chúng sanh tánh. Người giác ngộ là Phật, người mê là chúng sanh. Trong chúng ta, người này tham, người kia tham, người này cầu, người kia cầu. Trong thấy vật dụng gì thì nổi lòng tự tư, thấy tiền bạc nổi lòng tự lợi. Từ đó sanh ra thói nói dối như vậy là mê. Mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Thế nào là giác ngộ? Hình tướng của giác ngộ giống như thế nào? Chẳng có hình tướng gì hết, giác ngộ là giác ngộ. Vậy không có gì biểu hiện sao? Có biểu hiện, người giác ngộ là người có trí huệ, biết tận gốc các pháp, thấy rõ thượng tướng các pháp, không bị một ngăn ngại nào. Phật tánh thường có tại các chúng sanh, mỗi chúng sanh có một Phật tánh. Có điều chúng sanh chỉ sử dụng chúng sanh tánh mà không biết dùng tới Phật tánh. Có người nói, thưa thầy, thầy giảng tới giảng lui mà con vẫn không hiểu gì. Nói cho cùng thế nào là chúng sanh tánh, thế nào là Phật tánh? Vừa rồi tôi đã trả lời câu hỏi này, quý vị giác ngộ thì Phật tánh hiện ra, quý vị mê lầm thì đó là chúng sanh tánh. Chỉ trong khoảnh khắc một niệm là biết. Cho nên có câu trên: một trăng hiện khắp tất cả nước, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Chẳng cứ nước nhiều hay ít, bao nhiêu ao hồ, bao nhiêu ngòi lạch, sông biển, đầu đầu cũng thấy trăng chiếu không bỏ sót.